Chào mừng các quý khán giả đã đến với chương trình Hội quán Ngoại hạng. Ngoại hạng Anh đã trở lại sau một tuần tạm hoãn vì sự ra đi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Mà ngày hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà chúng tôi đưa chương trình Hội quán Ngoại hạng ra tổ chức tại Hà Nội. Và nói như vậy cũng có nghĩa là Huyền My rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay và cả những số tiếp theo nữa. Và góp mặt cùng tôi trong Hội quán vào lúc này xin được giới thiệu người gần tôi nhất, diễn viên Tuấn Tú, cầu thủ Nghiêm Xuân Tú và bình luận viên Bá Phú. Vâng, toàn vần ú đấy ạ, rất tiếc tôi tên tôi không phải là Minh Tú hay là một cái gì đấy cùng vần với cả các vị khách mời ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vòng 8